Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2008 dưới dạng xe lắp ráp linh kiện trong nước với kiểu dáng năng động, hiện đại. Cùng với tên tuổi thương hiệu, Honda CR-V 2017 không mất nhiều thời gian để chinh phục khách hàng trong nước và cùng với Mazda CX-5 đang là hai mẫu xe nắm giữ vị thế anh cả, chị hai trong phân khúc crossover 5 chỗ dành cho đô thị khi liên tục thay nhau thống trị về doanh số. Ngay bên cạnh tôi đây là một chiếc xe mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4, bản TG. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, bản 2.4 TG là phiên bản cao nhất và đầy đủ đồ nhất như nội thất da cao cấp, ghế lái chỉnh điện, khóa thông minh, Dyno Start, Stop, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa nóc, đuôi gió phía sau, giá nóc, đèn pha bi xenon, đèn LED ban ngày, kiểm soát hành trình, cruise control và còn rất nhiều option khác. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký cuối năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 4 vạn km, dàn lốp theo xe còn nguyên và còn rất dày. Chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn, không tua đồng hồ. Chiếc xe còn rất mới, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 769 triệu đồng và vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Thank you.